Dạ kính thưa bà con, quý ân nhân, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn xa gần, mình đang ở trên đường Kim Long, thành phố Huế. Xa xa kia trước màn hình chúng ta thấy cây cầu Bạch Hồ yêu thương bên cạnh cây cầu Giả Viên, và một cái hàng tốn như vậy thì các đơn vị thi công đang tập kết máy móc chuẩn bị để mở rộng cây cầu Kim Long đằng kia. Video này thì mình xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta đi tham quan phường Kim Long, cái vùng đất đẹp mỹ miều, còn một cái câu ca dao rất là hay, đó là Kim Long cô gái mỹ miều trầm thương trầm nhớ trầm liều trầm đi. Gái bây giờ như thế nào? Xin mời bà con quý vị và các bạn cùng ngắm quang cảnh với mình trên cây tuyến đường đi dạo này luôn. Đây là đường Nguyễn Hoàng, cái tuyến đường này bắt đầu từ cái ngã ba vừa rồi thẳng cho đến cái cầu An Ninh Hà. Trong tương lai thì sẽ mở rộng, mình nghe nói là 43 mét. Đây là Nam Châu Hội Quán, bây giờ là một cái nhà hàng, nhưng mà bà con quý vị và các bạn biết không, hồi xưa đây là một cái nơi nghỉ chân giống như một cái khách sạn, các cái ông quan các vùng về kinh thành để tấu trình thì vào đây để chuẩn bị trước và đồng thời là nghỉ ngơi. Đồng thời đấy cũng có một cái quán cà phê trong cái Nam Châu Hội Quán này. Trời bây giờ là buổi chiều, nắng cũng khá là rực rỡ, nhiệt độ bây giờ cũng có thể là ở trần, đi dạo ngoài đường cũng được. Tuy nhiên theo mình được biết thì tầm có vài ngày nữa thôi sẽ có mưa lạnh trở lại, mưa cho đến quá Tết luôn. Nhiệt độ bây giờ 30 độ, tranh thủ trời nắng chúng ta tiếp tục cái ngắm cảnh quá. Đường Vàng Xuân, Vàng Xuân cho bà con thuộc cả phường Kim Long, thành phố Huế. Ở đây có một con đường nhỏ là gạch, là đường Phú Mông. Đây có một cây ngã rẽ đi qua cái cầu nhỏ nhỏ đi ra đường Lê Duẩn, đường quốc lộ. Nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc phường Kim Long, thành phố Huế. Đến đường Phạm Thị Liên này, vừa rồi chúng ta rẽ từ đường Vàng Xuân qua cái nhánh đường này là đường Phạm Thị Liên. Đường này có cái quán nhậu, mình cũng khá thích cái món thịt dê cao lộc vương mà một đôi lần mình đã ăn thưởng thức, để bà con biết cái địa điểm 30 đường Phạm Thị Liên. Một ngôi nhà có một khu vườn rất là rộng. Chào dinh dưỡng Tâm An, khu giải trí. Mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đi thăm cái cảnh quan cần tích trên đường Phạm Thị Liên như thế nào. Đoạn này đi qua trước bệnh viện Tâm Thần Huế, thẳng với cái đường này đi vào trong kia là chợ Kim Long. Trước đây chợ Kim Long nó nằm trên đường Kim Long luôn, gần với sông Hương.
đi trên đường thì mình thấy là tại vài cái khu chợ hóa nhỏ, và cái tình hình là bà con cũng khá là nô nức cái không khí đón xuân. Và chiều hôm nay là một cái chiều bà con vừa thực hiện một cái nghi lễ, đó là nhà nhà tin vào ông Táo, đã có mâm cùng đưa ông Táo về trời, thuyết trình với Ngọc Hoàng các cái câu chuyện của một năm qua. Đồng thời với cái việc cùng đó thì bà con cũng phải cầu mong một năm mới an lạc, tốt đẹp, như ý. Thường mình nghe câu ăn ra làm đi, hoặc người Huế cũng nói là ăn ra làm tới. Các câu nói đó ẩn chứa một điều là cầu mong một năm mới sức khỏe, làm được cái lợi nhuận trong năm mới, cuộc sống sung túc hơn. Đây là phường Kim Long, thành phố Huế, nơi mà trong video này mình được sự nhất trí cho phép và giúp đỡ của phương đại diện của nhà hào tâm ẩn danh ở Kim Long luôn, gửi cho quý bà con 103 phần quà yêu thương. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục bà con nhận quà với cái khí thế vui vẻ đến đâu. Được màn hình là hiện trạng thi công cầu Nguyễn Hoàng. Bây giờ mình thấy các đội thi công xây dựng cái hệ thống chuẩn bị khoan nhồi, xây dựng cái cầu hạ bề móng, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng Ủy ban nhân dân phường Kim Long. Bên này thì cũng khá đông rồi, bà con đã ổn rồi, bà con đã đến ngồi rất là đông rồi. Bây giờ thì mình xin phép để gửi các cái phần quà yêu thương của quý nhà hào tâm đến bà con chúc mừng năm mới. Dạ con xin thưa bà con, con là Bình, người có một cái cầu nối, đó là kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay. Đây, tí nữa bà con về xem trên YouTube, đánh cái chữ Huế Việt Nam Ngày Nay là bà con sẽ thấy là chúng ta có cái niềm vui hôm nay. Hôm nay con được duyên kết nối với một nhà hảo tâm yêu thương về phường Kim Long của chúng ta. Kim Long có gái mỹ miều, người đi rồi người nhớ mà vẫn gửi nhiều tiền về cho. Biên tấu tí bảo ha. Đó là một nhà hảo tâm ẩn danh ở Kim Long luôn. Hôm nay gửi về giúp quà bà con là đúng không? Đó là người thân của chúng ta đó. Chúng ta vỗ tay. Một tăng của ai rất là giòn dạ. Con xin phải hỏi bác á, cái câu mà Kim Long có gái mỹ miêu, trầm thương, trầm nhớ, trầm liêu, trầm đi là như thế nào bác? Câu đó là hồi xưa là. Hồi xưa hả? Hồi xưa, hồi xưa là hồi nào? Cách đây cả 200 năm về trước là. Cho nên mình sau này mình cũng rõ ràng được à. Nguyên gốc là do nhờ ai mà nhưng mà mình mới sau này nghe loạn thoảng lại thôi. Rồi bà có thấy tự hào khi Kim Long có cái câu đó không? Không, cũng người phấn khởi chứ, vui vẻ phấn khởi. Cảm ơn bác. Thưa bác, thì theo bác đất Kim Long của bác á là có cái gì hay? Tôi nói Kim Long con gái mình mầm miều, nó trầm nhớ trầm liêu là mầm đi trầm theo là con vua rồi. Vua rồi hả? Vua rồi. Thì có nghĩa là gái Kim Long là dễ thương. Kim Long gái mềm miều trầm thương trầm nhớ trầm liêu trầm đi. Thì ngoài ra thì Kim Long có cái gì ngon hay đẹp nữa không bác hay? Bánh ướt thịt nướng. Bánh ướt thịt nướng quán nào ạ? Đấy nhiều lắm chỗ không có. Được hả? Còn gì nữa không? Không. Không à. Bánh ướt đấy là số 1.
Yeah. Bán nước thì nước. À, tôi lấy từ vùng ở Kim Long, thuộc hồ nghèo, 84 tuổi rồi. Là tôi được hân hạnh được cái quà của quý vị đấy, tôi rất cảm ơn. Ôi giời, hay quá. Dạ rồi, con trước khi phát quà, đại diện quý nhà hảo tâm chúc quý ông, quý mẹ, quý bác, quý o, quý chú, anh, chị, em một mùa xuân thật đẹp, một năm mới an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc như ý. Tuyệt vời quá. Ở đây có ai hát được không ha? Làm bay cảm ơn nhà hảo tâm được không các anh chị? Chắc có lẽ cuối năm cho nên chi nhiều người cũng mong về nhà để làm nhiều cái công việc. Không để các bác các con có chủ đề lâu nữa. Bây giờ con xin mời chúng ta nhận quà ha, từ người một. Qua video này thì bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn về phía Phương đã bỏ công mời gọi bà con đến đây nhận quà, và hôm nay có người trợ giúp Bình tổ chức cái khâu phát quà. Trên tay của Bình là 103 phần quà, trong đó là Bình nhớ danh sách là 45 người hộ nghèo, gia đình hộ nghèo, còn lại là người cần nghèo hôm nay được nhận quà. Chúng ta một lần nữa cho tràng vỗ tay ha. Rồi con xin gửi một phần quà như vậy là 300.000. Thì 300.000 đấy đúng không ạ? Đây con cúi gió xem nghe. Ôi trời, ơi những bị sứa luôn. Em gửi ăn. Ai cũng có hết ha. Con gửi chúc mừng năm mới chú ha. Con gửi con gửi mẹ 300.000 mẹ nhá. Vui không mẹ? Con gửi ôm. Em gửi chị. 300.000 mẹ. Con gửi ô. Con chúc mừng năm mới chị á. Em gửi anh. Mời ra coi luôn. Gửi anh. Chúc mừng năm mới chị. Con mời sức khỏe nhé. Có gửi bác chúc mừng năm mới bác ha. Ôi trời ơi. Hãy gặp lại bác. Em gửi anh. Chúc mừng năm mới chị. Chúc mừng năm mới mẹ. Chúc mừng năm mới em ấy. Chúc mừng năm mới chú. Con chúc mừng năm mới o. Chúc mừng năm mới. Con gửi o. Con gửi o. Chị gửi anh. Con xin gửi o. Ai cũng vui hết ha. Ôm đừng đợi tôi. Ôm con gửi ôm. Rồi cháu ha. Đi về dân buồn nghèo. Anh gửi em. Chúc mừng nhà tài trợ. Cảm ơn nhà tài trợ. Chúc nhà tài trợ năm mới. Cảm ơn
Dạ nha, kết nối. Dạ rồi, dạ 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 dạ, mặt tay. Chà, để cái clip sóng truyền hình quốc tế đó ông nói nhầm. Ồ, dạ dạ. Tôi đang tôi đề học luôn với ý cái biết rồi. Dạ 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 dạ. Đúng rồi, chúc mừng. Dạ dạ dạ. Ông chúc bạn sức khỏe. Dạ. Ồ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, dạ, chúc bạn sức khỏe. Rồi, giờ chú giúp được. Dạ, dạ. Rồi, anh gửi em ha. Dạ, đây là tổ trưởng ở tổ mấy? Tổ 9. À, nhận thai cho bà con. Bà Lời với bà Hồng. Dạ, em đi liệt dương đi được. À dạ, chú, con gửi chú. Chú là người nhà hả? Nhận thai cho người nhà. À rồi, chị, mời chị vô nhận qua. Dạ, không được. Dạ, con gửi, đến cũng khá trễ bởi vì bị tắc, không đi được. Dạ. Mẹ thì nhận qua, mẹ nói tôi tại bức mẹ đi. Tại nhầm chỗ và đến trễ. Dạ rồi, dạ con gửi mẹ. Mẹ đến trên phương. Dạ, chúc mừng năm mới mẹ. Dạ rồi, dạ. Cảm ơn hả? Dạ, mẹ hồ nghèo hay là hồ đây, sao? Đây, đây. À, chơi chừng những hồ nghèo. Dạ. Rồi, dạ. Con xin là đại diện của nhà hảo tâm. Lại gửi mẹ 300 ngàn. Dạ, dạ. Cảm ơn thôi. Mẹ quên. Dạ. Chứ mới tới luôn. Bên về giữa đường gặp chị Liên nữa không? Dạ. Chị là chị Liên hả nghe? À, trước thì thu có hai đứa con bài nào. Dạ dạ, đến trễ quá, trễ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ luôn rồi. Dạ, có phần quà 300 ngàn của nhà hảo tâm ẩn danh gửi chị. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Dạ dạ, vâng, như vậy thì mình rất là vui mừng được kết nối yêu thương với nhà hảo tâm ẩn danh ở Kim Long. Dạ, bác cảm phần quà yêu thương cho bà con hộ nghèo và hộ cận nghèo phương quê hương của nhà hảo tâm. Nhân dịp năm mới xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý nhà hảo tâm, quý ân nhân, quý vị các bạn. Năm mới như ý, mạnh khỏe, tin vui dồi dào. Các ý kiến mong rằng bà con cả góp ý ở bên dưới video giúp cho mình phát triển kênh hơn. Hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo, không quên bấm đăng ký, subscribe để cập nhật video mới trên kênh YouTube Việt Nam ngày nay. Cảm ơn bà con.